Dạ vâng, xin chào các bạn nhé. Hôm nay trong video này thì mình sẽ hướng dẫn các bạn cách cài đặt ngôn ngữ tiếng Việt cho modem Wi-Fi. Trường hợp này áp dụng cho các bạn là muốn cài đặt một số thông số cơ bản trong modem Wi-Fi của gia đình. Thế nhưng thì có một số bạn ấy thì lại không biết ngôn ngữ tiếng Anh, và các bạn có hỏi mình rằng là cái cách cài đặt chuyển đổi sang giao diện tiếng Việt cho modem Wi-Fi như thế nào. Thì ở đây cái bước mà các bạn nhập admin mấy password của cái modem Wi-Fi này thì các bạn quay ngược lại cái modem đằng sau thì các bạn sẽ nhìn thấy chữ là tên đăng nhập và password mà các bạn nhập vào. Sau khi đăng nhập vào thì các bạn nhìn thấy ở đây trên màn hình nó chính là cái giao diện bằng ngôn ngữ tiếng Anh, đúng không ạ? Nếu như biết tiếng Anh thì chúng ta rất là đơn giản rồi. Thế nhưng cái phần mà chúng ta không biết tiếng Anh thì làm như thế nào để chúng ta có thể cài đặt được? Nếu mà nhìn như thế này mà các bạn không quen thì với một người mới thì sẽ rất là khó. Thì trong cái video này các bạn chỉ cần xem là các bạn sẽ chuyển đổi được ngôn ngữ rất là đơn giản thôi. Các bạn quan sát cái dòng ba chấm góc bên tay phải và các bạn gõ vào dịch. Như thế là các bạn thấy rằng là cái trang giao diện của chúng ta đã chuyển sang tiếng Việt. Với bất kỳ modem nào mà khi ngôn ngữ tiếng Trung hoặc là tiếng Anh thì các bạn có thể đều chọn cách này nhé. Rồi video của mình chia sẻ các bạn đến hết. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả các bạn trong những video lần sau.